Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh chiếc xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình của ABC M4, là mẫu xe đạp khung nhôm chạy bộ chuyển động Shimano Alivio, sườn khung sườn nhôm. Gọi là xe bãi đã qua sử dụng nên là trên khung xe xuất hiện những cái vết xước thì mình tránh khỏi. Để nhìn về tổng thể của chiếc xe, chiếc xe còn cái độ đẹp nó cũng tương đối cao. Mức giá đang bán tại cửa hàng em bên là 5.200.000, có được một chiếc xe đạp hình giá rẻ luyện tập những bác mới tiếp cận đến xe đạp, để mua chiếc này về luyện tập dần, được chạy full bộ chuyển động Shimano Alivio với 9 tầng lip, 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Xe có 27 tốc độ khác nhau. Bánh 26 inch, đây Novatec đi vòng túi lỗ. 5.2 triệu đã có túi lỗ. Chuẩn bị bộ ghi đông cong đổ đèo và bộ tay bấm Shimano Alivio 9 speed là 3. Một phanh cơ đến từ Avid. Sóc dầu theo xe. Bánh 26 nhân 1.95. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên đến tâm cửa cốt là 55 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m75. Phần chuyển động của chiếc xe thì còn rất là tốt, các bác thấy trên hình vô cùng mượt mà, xuống rất nhẹ nhàng. Thì giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video chỉ có là 5.200.000 cho một chiếc xe đạp địa hình khung nhôm bộ chuyển động Shimano Alivio với bánh 26 inch đi vòng cuối lỗ, bán là 25.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả lớn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của nhà đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.